Sau đây, kính mời quý vị lãnh đạo, hội đồng giám khảo và toàn thể quý khán giả cùng đến với phần 2 của chương trình với tựa đề Sắc màu dân gian. Phần 2 của chương trình là một sự tri ân sâu sắc và tỏ lòng kính trọng đối với các dân tộc thiểu số ở miền Bắc Việt Nam. Đây là nơi cội nguồn của cách mạng và kháng chiến, nơi 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chung tay đánh đuổi ngoại xâm và xây dựng đất nước. Phần 2 của chương trình nhằm giới thiệu và tôn vinh những nét văn hóa độc đáo và phong phú của các cộng đồng thiểu số Tày, Nùng, Mông, Dao. Đầu tiên là tiết mục múa Hồ Hà Hề. Múa Hồ Hà Hề của dân tộc Dao không chỉ là một tiết mục múa truyền thống mà còn là sự thể hiện của niềm vui, sự hòa nhập và tinh thần cộng đồng trong văn hóa Dao. Đây là một điệu múa mang đầy màu sắc và nét đẹp văn hóa, phản ánh cuộc sống, tập tục và niềm tin của người Dao. Tết nhảy vừa là dịp hậu tạ tổ tiên, vừa là thời điểm làm lễ hứa đầu năm mới. Người Dao tin rằng cuộc sống con người đầy trắc trở và rủi ro, nên họ khấn trời đất, thần linh và tổ tiên hàng năm để xin sự giúp đỡ, cũng như cầu mong may mắn và hạnh phúc. Tết nhảy không những là di sản văn hóa quan trọng của Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự hòa quyện truyền thống và tín ngưỡng, phản ánh niềm tin sâu sắc và tinh thần mạnh mẽ của dân tộc Dao trong cuộc sống hàng ngày. Và sau đó, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc Hát Chợ Phiên Gặp Gỡ. Bài hát Chợ Phiên Gặp Gỡ của dân tộc Mông là một tác phẩm âm nhạc đặc sắc, phản ánh nét văn hóa đặc trưng của hát giao duyên Mông. Bài hát này không chỉ tái hiện không gian của chợ phiên nơi miền núi, mà còn là biểu hiện của tình cảm, sự giao lưu và tương tác trong cộng đồng. Bài hát Chợ Phiên Gặp Gỡ của nghệ sĩ nhân dân Đông Xuân Ái là một tác phẩm âm nhạc độc đáo, thấm đẫm tinh thần và bản sắc văn hóa của dân tộc Mông. Lấy cảm hứng từ những nét văn hóa đặc trưng của hát giao duyên Mông, bài hát tái hiện không gian của chợ phiên nơi miền núi, một điểm hẹn quan trọng trong đời sống xã hội và văn hóa của cộng đồng Mông. Nối tiếp chương trình là hòa tấu Trống Phạm Mong. Trống, một nhạc cụ có lịch sử lâu đời và sâu đậm trong văn hóa Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần cộng đồng và truyền thống dân tộc. Trong cuộc sống đương đại, tiếng trống vẫn giữ vai trò quan trọng cho các sự kiện văn hóa. Từ lễ hội dân gian đến các buổi biểu diễn âm nhạc hiện đại, trống không chỉ góp phần vào không khí sôi động của các lễ hội mà còn giúp duy trì và phát triển nghệ thuật truyền thống, là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Và cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức ca khúc Bài hát Đường Về Bản. Bài hát Đường Về Bản của nghệ sĩ nhân dân Đông Xuân Ái là một tác phẩm được sáng tác dựa trên dân ca dân tộc Tày và hát bằng tiếng Tày, phản ánh đời sống, văn hóa và tình cảm của người Tày đối với quê hương, bản làng của mình. Qua giai điệu mượt mà và lời hát đầy ẩn ý, bài hát tái hiện hình ảnh quê hương yêu dấu với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, cuộc sống yên bình và tình người ấm áp. Bài hát còn thể hiện tình yêu, sự đoàn kết và lao động cộng đồng qua việc góp sức giúp nhau đắp đập ngăn sông suối và ước mơ về một tương lai tươi đẹp cho bản làng với ngô lúa đầy hiên khắp bản làng ấm no.